Hôm nay tiếp tục mình sẽ đem đến một cái sản phẩm nữa, đó là một cái máy biến áp 2.2 sang điện 110. Đây là sản phẩm của chúng ta của hãng Lioa, tên nó là biến áp từ ngẫu ha. Đổi điện để phục vụ các thiết bị tiêu chuẩn của Nhật 100V và tiêu chuẩn Mỹ là 120V. Nó rất là nặng. Sản phẩm của chúng ta chỉ có vậy thôi. Số thông tin như đây là chú ý nè, biến áp đổi nguồn không có điện áp vào ra. Đây là điện vào của nó sẽ là 2.2, có cái chữ input 220V breaker. Và đây nó có hai ngõ ra. Ngõ ra là 100V và 120V. Cái cuộn đồng trong này chắc rất là lớn. Nó nặng ghê hồn lắm, nặng khủng khiếp. Mà mình không phải là một cái dân đủ kiến thức về điện á, thì mình nghĩ mọi người nên mua một cái sản phẩm như thế này nè, để mà mua về và cắm vào sử dụng thôi. Chứ mà không có kiến thức mà để chế cháo, một là rất là nguy hiểm, hai nữa là sẽ tốn tiền còn nhiều hơn cả khi bạn bỏ tiền ra mua một cái sản phẩm như thế này. Con này mình mua giá là gần 600.000 chưa tính tiền ship nha. Cảm ơn.